Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh Tin Mới. Thưa quý vị, cơn bão Noru, cơn bão mạnh nhất tại Biển Đông từ đầu năm cho tới nay đã đổ bộ vào khu vực đảo Luzon của Philippines, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản lẫn tính mạng con người. Trước sức công phá khủng khiếp của cơn bão này, nhiều vụ lở đất do mưa lớn và gió mạnh đã được ghi nhận tại nhiều hòn đảo và cả khu vực đông bắc của thủ đô Manila. Theo nhà chức trách, ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều khu vực cũng đang bị chìm trong biển nước. Cơn bão Noru tại Việt Nam, gọi là cơn bão số 4, được dự đoán sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Tương tự như cơn bão Sanchene năm 2006 và bão Kestana năm 2009 và bão Molavi năm 2020 từng gây thiệt hại nặng ở các tỉnh Trung Bộ Việt Nam. Nhận định chung từ Trung tâm Dự báo của Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông đều đánh giá bão Noru sẽ đạt cường độ siêu bão cấp gió 16 trở lên. Khi đi vào Philippines ma sát với địa hình, bão Noru có thể giảm từ 1 đến 3 cấp, nhưng khi vào Biển Đông sẽ mạnh trở lại. Dự báo trên Biển Đông, bão Noru đạt cường độ mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, gió ở cấp 13-14, giật cấp 16. Khi đi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì ở cấp 13. Philippines, quốc đảo gồm hơn 7.600 hòn đảo, trung bình mỗi năm đón 20 cơn bão nhiệt đới gây ra lũ lụt và lở đất. Theo tin tức dự báo thời tiết mới nhất, sau khi đổ bộ vào Philippines ngày hôm qua, siêu bão Noru được giới quan chức thời tiết quốc gia này nhận định là mối đe dọa cực độ. Cơ quan quản lý dịch vụ khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines Pagasa cho biết cơn bão Noru đã đạt đến loại siêu bão sau một thời gian bùng nổ mạnh lên. Siêu bão có sức gió cực đại, ít nhất 240 km/h. Sau vài giờ đồng hồ, Noru tăng cấp trở lại thành siêu bão cấp 5, cấp mạnh nhất trên thang đo bão phương Tây với sức gió đạt 257 km/h, bước nhảy vọt về cấp độ. Bão này là một trong những cơn bão có tốc độ tăng cường nhanh nhất trong 24 giờ được ghi nhận đối với bất kỳ xoáy thuận nhiệt đới nào. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng khả năng tăng cấp sức mạnh của bão nhanh đến như vậy. Bão Noru đã đi qua hòn đảo chính Luzon sau khi đổ bộ vào phía đông bắc thủ đô Manila của Philippines. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết gần 8.400 người đã được sơ tán trước đó khỏi khu vực đường đi của bão. Siêu bão Noru tiếp tục càn quét với sức gió duy trì từ 175 km/h, tương đương 108 dặm trên một giờ và gió quật lên tới 290 km/h sau khi đổ bộ vào đất liền nước này. Nhiều chuyến bay bị hủy, các chuyến phà tạm dừng phục vụ và những tuyến xe buýt đóng cửa do mưa lớn và gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ra lệnh tạm dừng các lớp học và hoạt động kinh doanh ở đảo Luzon, nơi diễn ra hơn 2/3 hoạt động kinh tế với khoảng một nửa dân số, 150 triệu người của nước này. Ông Marcos cũng yêu cầu đóng cửa các trường học và ra lệnh nhanh chóng phân tán hàng viện trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, Bộ Năng lượng Philippines đã đưa ra tình trạng báo động cao đối với tất cả các cơ sở liên quan đến năng lượng ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, giao dịch chứng khoán sẽ bị tạm dừng trong ngày hôm qua do mưa lớn xối xả trút xuống khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận. Nelson Iguagui, người đứng đầu cơ quan thiên tai của tỉnh Aurora, nơi bão Noru đổ bộ cho biết, các trụ điện bị đổ và những ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển bị hư hại. Những con sóng lớn do cơn bão cấp 3 này tấn công đã đánh vào khu cảng biển. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những khu vực trũng thấp và đã bị ngập lụt. Eliseo Ruzon, thị trưởng thị trấn ven biển General Naka, gần vị trí nội bộ của bão Noru nói, hiện tại gió đã dịu hơn nhưng trời tối vì chúng tôi không có điện. Phát biểu tại cuộc họp báo với các quan chức quản lý thảm họa, Tổng thống Marcos nêu rõ, chỉ khi nào đa số những người sơ tán được trở về nhà thì lực lượng chức năng mới có thể được nghỉ ngơi. Hiện lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu dọn dẹp tại đảo Luzon sau khi nước lũ ở vùng thủ đô bắt đầu rút. Thống đốc tỉnh Bulacan Daniel Fernando cho biết, 5 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng. Tại một số khu vực trong tỉnh, nhiều người dân bị mắc kẹt trên mái nhà. Sau khi đổ bộ đất liền Philippines, bão Noru đã suy yếu một phần.
Tuy nhiên, theo chuyên gia khí tượng của Washington Post, Mỹ nhận định, sau khi vượt qua đảo Luzon, bão Noru được dự báo sẽ nổi lên ở Biển Đông và lấy lại sức mạnh vào đầu tuần này trước khi đổ bộ lần thứ hai vào miền Trung Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp của siêu bão, chính phủ nước ta đã có những chỉ đạo khẩn cấp về công tác ứng phó với cơn bão số 4. Việt Nam lên phương án ứng phó khẩn cấp trước siêu bão Noru sắp đổ bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào chiều tối ngày hôm nay, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Bộ, trọng tâm từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Bão dự kiến đi vào 4 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định. Hiện Việt Nam đang nỗ lực ứng phó với bão Noru. Chiều qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão Noru đang tiến vào Biển Đông. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, những ngày qua, cơ quan này thường xuyên trao đổi thông tin về bão Noru với cơ quan khí tượng Nhật, Mỹ, Hồng Kông và thống nhất Noru có thể là siêu bão cấp 16, sức gió từ 184 km/h trở lên, hiện là cấp 15, 16 đến 183 km/h. Ông Thái nói bão rất mạnh với tâm sắc nét khí áp rất thấp. Cấu trúc bão đồng nhất với chiều cao từ mặt đất trở lên là từ 5 đến 10 km và cho biết giữa Biển Đông không có không khí lạnh như mọi lần nên đường đi của bão thuận lợi. Khi qua Philippines, bão sẽ giảm từ 1 đến 3 cấp. Khi vào Biển Đông sẽ mạnh trở lại. Bão đang giai đoạn trưởng thành nên khả năng đã cấp 15 khi qua Nam quần đảo Hoàng Sa, gần vào đất liền sẽ giảm đi 1 đến 2 cấp. Trước diễn biến khó lường của Noru, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt trụ sở tại tâm bão có thể là Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Hiện Bộ đã chia 8 địa phương ở vùng trực tiếp ảnh hưởng của bão thành 2 cấp độ, 4 địa phương rủi ro thiên tai cấp độ 4, cao nhất cấp 5 thảm họa gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 tỉnh rủi ro thiên tai cấp 3 gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Khánh Hòa. Ông Hiệp nói, các kịch bản ứng phó hiện đã có ưu tiên là con người, sau đó tới tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản. Chúng ta cố gắng kêu gọi các tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới, theo hướng chạy ra phía Bắc hoặc Nam, tránh chạy vào bờ vì rất nguy hiểm. Ngoài ra, ông cho hay có thể ngay trong ngày mai các địa phương sẽ bắt đầu cấm tàu thuyền ra khơi và ban hành lệnh cấm biển 24 giờ trước khi có lệnh cảnh báo thiên tai rủi ro. Thứ trưởng Hiệp cũng lưu ý các địa phương đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ một cách hiệu quả, thực chất, sơ tán dân cần có các kịch bản, cần sơ tán tới những nơi gần nhất, an toàn nhất. Ông Hiệp nói, với cấp độ rủi ro như hiện tại, các nhà cấp 4 phải sơ tán dân, chằng chống nhà cửa để giảm tối đa thiệt hại. Địa phương cần chuẩn bị lệnh cấm đường cho học sinh nghỉ học. Theo ông Phạm Đức Luận, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng chống thiên tai các tỉnh thành, từ Quảng Bình tới Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán 868.230 người. Trong đó, các địa phương dự kiến bão đổ bộ hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẵn sàng sơ tán hơn 93.000 hộ với hơn 368.000 dân. Các hộ dân phải sơ tán do có nhà ở vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, sinh sống trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu dân cư có thể bị lũ quét. Về tình hình tàu thuyền, các địa phương từ Quảng Bình tới Bình Thuận đã tổ chức kêu gọi kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 57.800 tàu với 300.000 lao động tránh trú bão, trong đó hoạt động trong khu vực Bắc và giữa Biển Đông gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là 739 tàu với hơn 7.450 người. Trong 24 giờ tới, ở vùng nguy hiểm còn 127 tàu, riêng Bình Định 100 tàu, Quảng Ngãi 24 tàu. Vùng nguy hiểm từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên trong 24 giờ tới là vĩ tuyến 12,5 đến 20 phía đông kinh tuyến 114 độ. Tàu thuyền hoạt động trong vùng này có nguy cơ cao hứng chịu gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Ông Luận cho rằng không tàu đánh cá nào chạy nhanh bằng bão nên các địa phương cần nhanh chóng kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo ông Luận, cần rút kinh nghiệm của những trận bão trước, rất nhiều tàu thuyền khi vào khu neo đậu chẳng chéo không cẩn thận dẫn tới va đập và bị chìm. Địa phương cũng hết sức lưu ý các tàu vận tải, một số tàu vào tới cửa cảng nhưng không vào cảng khi bão tới là bị đánh chìm. Chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương không được phép chủ quan, tránh trường hợp như năm ngoái, bão nhỏ nhưng tàu thuyền vào chậm nên vẫn có người tử vong.
ngoài đảm bảo an toàn cho người phương tiện địa phương, phải bảo vệ hoa màu, thủy sản cho nhân dân, sẵn sàng lương thực thực phẩm để hỗ trợ người dân trong trường hợp bị chia cắt bởi bão. Siêu bão Noru dự kiến sẽ còn gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho quốc đảo Philippines. Đây cũng là cơn bão mạnh và nằm trong số những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Trung trong 20 năm qua. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, trước khi cơn cuồng phong mang tên Noru đổ bộ, người dân nên theo dõi chặt chẽ những diễn biến thời tiết và chủ động có phương án ứng phó linh hoạt. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Thế Mới.